Tai nạn cao tốc Cam lộ La Sơn, vì sao Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng phải chịu trách nhiệm? Vụ tai nạn trên cao tốc Cam lộ La Sơn vào ngày 18 tháng 2 khiến 3 người tử vong và 3 người khác bị thương đã cho thấy sự thiếu an toàn của nhiều tuyến đường được gọi là cao tốc tại Việt Nam. Theo giới chuyên gia, vụ việc vừa kể trên đã từng được cảnh báo nhiều lần trong các thiết kế đối với đường cao tốc của Việt Nam, đặc biệt là khu vực miền Trung. Theo đó, cao tốc Cam lộ La Sơn - Thừa Thiên Huế đã đưa vào hoạt động từ cuối năm 2022. Tuy nhiên, vị trí nơi xảy ra tai nạn là một đoạn đường không phải có giải phân cách bê tông mà chỉ có một làn xe cho mỗi chiều. Vụ tai nạn trên cao tốc Cam lộ La Sơn chụp từ trên cao xuống. Nếu căn cứ vào quy định tiêu chuẩn Việt Nam ban hành vào ngày 30 tháng 5 năm 2012 về tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô cao tốc thì rõ tuyến đường này hoàn toàn không đáp ứng được tiêu chuẩn Việt Nam, chứ chưa nói đến tiêu chuẩn quốc tế. Trên mạng xã hội, một số người đánh giá rằng tài xế đã quá vội vàng và chủ quan khi cho xe vượt lên phía trước, nhưng số đông bày tỏ quan ngại về cung cách thiết kế đường cao tốc như hiện nay và cho rằng cao tốc mà làm thắt nút kiểu như thế thì thà chưa có còn tốt hơn, vì đang vượt xe ở tốc độ cao, bất ngờ đường hẹp lại đột ngột thì rất dễ xảy ra tai nạn. Vào ngày 15 tháng 2 năm 2023 đưa tin, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính sau chuyến kiểm tra các dự án giao thông đầu năm đã yêu cầu dừng đầu tư cao tốc hai làn xe do sự lãng phí nguồn lực và thời gian nâng cấp mở rộng. Theo ông Thủ tướng Chính nói rằng, quy hoạch đường cao tốc phải có tầm nhìn dài hạn, tổng thể, tiêu chuẩn hoàn thiện tối thiểu 4 làn xe, làn đủ dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 80-100 km/h. Theo tờ báo Việt Nam Express vào tháng 7 năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao nhiệm vụ cho Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu mở rộng cao tốc Cam lộ La Sơn lên 4 làn xe với chiều rộng 23m. Tuy nhiên tới nay, trong tổng số 98,3 km chiều dài, với tuyến cao tốc này mới chỉ có khoảng 10 km có 4 làn đường mà thôi. Thời điểm vào năm 2020, sau khi nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Trị về việc mở rộng cao tốc Cam lộ La Sơn, Bộ Giao thông Vận tải đã nêu rõ trong văn bản trả lời như sau. Bộ Giao thông Vận tải xin ghi nhận ý kiến của cử tri, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị và sẽ căn cứ nguồn vốn được Quốc hội, Chính phủ phân bổ trong giai đoạn 2021-2025 quy định của pháp luật về đầu tư công để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định việc đầu tư hoàn chỉnh đoạn đường bộ cao tốc Cam lộ La Sơn với quy mô 4 làn xe theo đúng quy định quy hoạch đã được phê duyệt. Ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng. Nghiêm trọng hơn, nhà báo Linh Hoàng, cựu phóng viên báo Tuổi Trẻ đã tiết lộ trên trang Facebook cá nhân rằng Bộ Công an đã cảnh báo đề nghị hạ cấp khai thác cái gọi là cao tốc mà thực chất chỉ là đường cấp 3. Theo đó, tháng 10 năm 2023, Bộ Công an từng có công văn cảnh báo như sau. Cao tốc Cam lộ La Sơn chỉ có 2 làn xe, bề rộng đường 23m, không có giải phân cách giữa, không có làn dừng khẩn cấp, cứ 10 km bố trí một đoạn vượt cho xe có quy mô 4 làn. Đoạn đường này tương đương đường cấp 3 đồng bằng. Đồng thời, Bộ Công an còn đề nghị Bộ Giao thông Vận tải hạ cấp khai thác đoạn Cam lộ La Sơn đảm bảo đúng quy định, với lý do thực tế hiện nay tuyến Cam lộ La Sơn và tuyến La Sơn Túy Loan có kết cấu hạ tầng và hệ thống tổ chức giao thông giống nhau nhưng công bố khai thác khác nhau. Điều đó không phù hợp và gây khó khăn cho việc bố trí lực lượng trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Vẫn theo công văn của Bộ Công an, phương án tổ chức giao thông tạm thời trên tuyến đường này đã hết hạn từ ngày 30 tháng 6 năm 2023. Đến nay, tức là tháng 10 năm 2023, chưa có phương án mới thay thế, nên hệ thống báo hiệu giao thông không còn hiệu lực để phục vụ khai thác hoạt động giao thông và xử lý vi phạm, giải quyết tai nạn giao thông. Những điều kể trên cho thấy, đơn vị và cá nhân phải chịu trách nhiệm chính chắc chắn là Bộ Giao thông Vận tải và ông Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng. Được biết, Bộ trưởng Thắng là một chính khách trẻ, sinh năm 1973, từng giữ chức Giám đốc, Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank. Cựu Bí thư tỉnh Bến Tre Lê Đức Thọ trước khi bị bắt. Cũng xin nhắc lại, trước Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 vào tháng 10 năm 2023, tờ báo Tiếng Dân có cho hay
Tin Hành Lang cho biết cựu bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ đã nhiều lần phân bua rằng ông ta bị đánh hội đồng và làm sao ông ta giàu bằng Lê Minh Hưng, cựu thống đốc Ngân hàng Nhà nước, đương kim chánh văn phòng Trung ương Đảng. Lê Đức Thọ cũng nói rằng ông ta không giàu bằng người tiền nhiệm, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Vietinbank giai đoạn 2014-2018, và hiện nay ông Nguyễn Văn Thắng là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Công luận thấy rằng những điều vừa kể trên cho thấy Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng là người phải chịu trách nhiệm cao nhất về việc vô trách nhiệm và buông lỏng quản lý. Nhưng khả năng cao là Bộ trưởng Thắng vẫn thoát tội theo đúng quy trình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin tai nạn cao tốc Cam lộ La Sơn, vì sao Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng phải chịu trách nhiệm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Cao tốc tử thần không đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế, trách nhiệm thuộc về ai? Mục tiêu của Bộ Giao thông Vận tải là tới năm 2025 sẽ có thêm 3.171 km và năm 2030 sẽ có khoảng 5.000 km đường cao tốc đưa vào khai thác và sử dụng. Tuy nhiên, vấn đề chất lượng của các tuyến cao tốc đã hoàn thành hay các tuyến cao tốc xây dựng chưa hoàn chỉnh mà đã được đưa vào khai thác không chính thức, thường xuyên xảy ra tai nạn là điều đáng lo ngại. Tờ báo Việt Nam Express Online vào ngày 18 tháng 2 đưa tin tai nạn liên hoàn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, ba mẹ con tử vong. Bản tin cho biết sáng ngày 18 tháng 2, trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn - Thừa Thiên Huế, một ô tô 7 chỗ vượt phải va vào xe container, sau đó lao sang làn cao tốc ngược chiều và bị xe tải tông trúng khiến ba mẹ con tử vong vào sáng ngày 18 tháng 2. Nút cổ chai trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn rất nguy hiểm. Buổi chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời thăm hỏi chia buồn tới gia đình nạn nhân, đồng thời yêu cầu công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm vi phạm. Trong công điện của Thủ tướng vào ngày 18 tháng 2 đã yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các cơ quan rà soát tổ chức giao thông hợp lý trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn và hệ thống giao thông cả nước, nhất là đối với cao tốc chỉ có 2 làn xe, không có làn dừng khẩn cấp. Được biết cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài 98,3 km kết nối tỉnh Quảng Trị với tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuyến đường này đã được khánh thành vào giai đoạn 1 ngày 31 tháng 12 năm 2022 với tốc độ cho phép vào khoảng 60 đến 80 km/h tùy đoạn. Đây là một trong năm cao tốc trên cả nước hiện chỉ có 2 làn xe, mặt cắt ngang 12 m, một số đoạn vượt rộng 23 m, 4 làn xe. Dự kiến sau năm 2030 cao tốc này được mở rộng lên 4 làn. Tuyến đường này từng xảy ra một số tai nạn, gần đây nhất là vào ngày 18 tháng 12 năm 2023, hai xe container đối đầu dính chặt và bốc cháy tại đoạn qua thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tai nạn này khiến một tài xế tử vong tại chỗ, hai người khác bị thương nặng. Sau tai nạn nghiêm trọng vào sáng ngày 18 tháng 2, trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, làn truyền thông nhà nước dẫn nhiều ý kiến cho rằng lỗi do tài xế xe ô tô con cố gắng vượt xe phía trước. Trên mạng xã hội cũng như trên các diễn đàn về ô tô đã có hàng trăm ý kiến phân tích cách xử lý của tài xế xe con. Theo đó, hầu hết cho ý kiến đều cho rằng nguyên nhân ban đầu do tài xế xe con đã vượt ẩu. Một vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn - Thừa Thiên Huế thiết kế chỉ có 2 làn xe, không có giải phân cách cứng. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, khi xem video clip lẫn ảnh chụp toàn cảnh bằng flycam về vụ tai nạn thì thấy nguyên nhân chính là do chất lượng tuyến đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn không đảm bảo theo tiêu chuẩn. Nhà báo Nguyễn Hồng Lam trong status quá hẹp không hiểu nổi trên trang Facebook cá nhân đã nhận xét: đường cao tốc như mỗi bên chỉ một làn xe, không có giải phân cách cứng giữa hai chiều là nguyên nhân gây ra tai nạn. Nếu mỗi bên hai làn đường rộng hơn đủ để tránh và khoảng cách nhập làn đủ xa theo tiêu chuẩn, xe con sẽ không tự lật. Nếu giữa hai làn có giải phân cách cứng, xe con cũng không bị hất bay qua làn ngược chiều để bị đâm tiếp sau khi lật. Tai nạn nếu có cũng chỉ xảy ra ở một chiều,
tổn thất cũng giảm vì không còn xảy ra liên hoàn ở cả hai chiều. Trong trường hợp này, rõ ràng mức độ thảm khốc tăng do thiết kế đường quá bất hợp lý. Công luận cho rằng cùng mang tên đường cao tốc nhưng cao tốc ở Việt Nam không đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế mà mang màu sắc đặc thù của cao tốc Việt Nam, để rồi 300 km cao tốc ở miền Trung lại có kiểu đặc thù riêng của miền Trung không giống ai là điều hết sức tùy tiện và nguy hiểm. Mà cao tốc Cam Lộ - La Sơn - Thừa Thiên Huế là một ví dụ. Cao tốc này chỉ có 2 làn xe và không có giải phân cách cứng, suốt chiều dài gần 100 km, cứ khoảng 5-8 km mỗi bên lại biến to thành 2 làn để cho xe vượt, rồi từ 2 làn mỗi bên lại nhập thành một. Một trạm công tác của lực lượng cảnh sát giao thông Việt Nam. Đó là một trong những lý do liên tiếp xảy ra tai nạn, và dĩ nhiên khi gây ra tai nạn chết người, tài xế sẽ bị bắt giam và khởi tố, nhưng việc thiết kế cao tốc không đúng tiêu chuẩn thì lại không ai có lỗi. Không ai chịu trách nhiệm, người ta dễ dàng viện dẫn lý do đang thi công ở giai đoạn 1. Công luận thấy rằng cao tốc Cam Lộ - La Sơn mới đưa vào sử dụng nhưng đã xảy ra nhiều tai nạn. Để ngăn các tai nạn thảm khốc có thể xảy ra tương lai, cần đóng ngay đoạn cao tốc tử thần Cam Lộ - La Sơn này để điều chỉnh, sửa lại thiết kế cho hợp lý. Đồng thời yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cần vào cuộc để điều tra làm rõ trách nhiệm từng người, từng tổ chức. Ngoài ra, việc Bộ Công an đã huy động một lực lượng cảnh sát giao thông quá lớn trong dịp Tết Nguyên đán để tham gia chiến dịch thổi nồng độ cồn, kiếm bánh mì là điều bất hợp lý. Tại sao không bố trí một bộ phận cảnh sát giao thông giám sát ở những cung đường dễ xảy ra tai nạn để đảm bảo an toàn cho người dân? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Cao tốc tử thần không đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế, trách nhiệm thuộc về ai? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.